Xin chào tất cả các em học sinh thân mến, và hôm nay cô sẽ tiếp tục giảng cho các em về các bài tập của bài số 5 và số 6 lũy thừa của một số hữu tỉ ha. Thì hôm bữa chúng ta làm các bài tập của bài số 5 rồi, hôm nay chúng ta sẽ làm bài tập chăm sóc bài tập của bài số 6 ha. Và đầu tiên là chúng ta sẽ ghi lại cho cô các công thức cần nhớ ha. Mình có 7 công thức này, thì ở trong bài 5 và bài 6 mình có 7 công thức này. Mình nhớ cho cô ha, là những công thức này mình phải học thuộc và để áp dụng vào bài tập ha. Thì đầu tiên là bài 50 ha. Rồi, bài 50 cho chúng ta đó là thực hiện các phép tính ở trong trong đây có 3 phép tính câu A, B và C. Thì chúng ta sẽ lần lượt làm từng bài nha. Rồi, ở câu A chúng ta sẽ thấy là 1/5 tất cả mũ 5 nhân với 5 mũ 5. Vậy ở đây chúng ta sẽ áp dụng công thức số mấy nhỉ? Mình có A phần B mũ N đúng không? Thì sẽ bằng A mũ N nhân trên B mũ N. Vậy là mình sẽ có là 1 mũ 5 trên cho 5 mũ 5 đúng không nào? Nhân cho 5 mũ 5. Vậy thì mình thấy là 5 mũ 5 chia cho 5 mũ 5 vậy là hết đúng không? Vậy chúng ta sẽ còn 1 mũ 5, 1 mũ 5 thì chúng ta sẽ bằng 1 và kết quả của mình là bằng 1 ha. Tiếp theo là câu B. Câu B cho chúng ta là 0,125 mũ 3 nhân với 512. Vậy thì ở đây mình thấy là 0,125 mũ 3 nhân với 512 thì chưa có phải là những cái số cùng cơ số, cũng không phải là những số có cùng lũy thừa. Thì vậy thì chúng ta phải có thêm một bước nữa là một là chuyển về cùng cơ số, hai là chuyển về cùng lũy thừa. Vậy thì chúng ta để ý là 512 của mình là bằng bao nhiêu nhỉ? Là bằng 8 mũ 3 đúng chưa nào? Vậy thì ở đây mình đã đưa về cùng lũy thừa, vậy thì mình sẽ có là x mũ n nhân y mũ n. X mũ mũ n nhân y mũ n chứ là x nhân y tất cả mũ n. Vậy mình sẽ lấy x nhân y và tất cả mũ n là mũ 3 đúng chưa nào? Vậy ở đây mình có một cái đặc biệt đó là 0,125 nhân với 8 là bằng mấy nhỉ? Là bằng 1 đúng không? Hay là 1 mũ 3 mà 1 mũ 3 thì sẽ bằng 1 đúng chưa nào? Tiếp theo là câu C. Câu C cho chúng ta là 0,25 mũ 4 nhân cho 1024. Bạn. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là chưa cùng cơ số, cũng chưa cùng lũy thừa đúng không? Mà ta có là 1024 là bằng 4 mũ 5 đúng chưa? Vậy thì chúng ta viết lại này, 0,25 mũ 4 nhân cái này là 4 mũ 5. Nhưng mà 4 mũ 5 thì cũng không phải là cùng lũy thừa với 0,25 mũ 4 đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ tách cái 4 mũ 5 này ra thành là 4 mũ 4 nhân với 4 đúng không nào? Được không? Vậy thì chúng ta sẽ có này, chúng ta sẽ gom hai cái có cùng lũy thừa lại với nhau. Mũ 4 thì là có 0,25 nhân 4. Rồi, tất cả mũ 4 và hạ số 4 này xuống chưa? Mà mình có 0,25 nhân 4 là bằng mấy nhỉ? Là bằng 1 đúng không? Mình có 1 mũ 4 nhân với 4 viết lại ha. 1 mũ 4 là 1 thì nhân với 4 thì sẽ bằng
kết quả của mình là bằng bằng 4 đúng chưa? Vậy là mình vừa làm xong bài 50. Vậy thì mình đã áp dụng được công thức số 2 này. Rồi, công thức số 6 đúng chưa nào? Vậy mình nhớ mấy cái công thức này. À, công thức này nữa là x mũ 4. À, 4 mũ 4 nhân 4 là tức là 4 mũ 5 á. Tức là công thức số 3 ha. Rồi, mình sẽ qua bài 51. Bài 51 cũng cho chúng ta các phép tính và bắt yêu cầu chúng ta tính ha. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện lần lượt này. 120 mũ 3 trên cho 40 mũ 3. Vậy thì chúng ta để ý là thấy có cùng lũy thừa đúng không? Đây là công thức số mấy nhỉ? Công thức số 7 đúng không? Là x mũ n chia cho y mũ n đúng không? Thì sẽ bằng x trên y mũ n đúng chưa? Mũ 3 viết lại này. X trên y là 120 trên cho 40 đúng chưa? Vậy thì mình thấy là 120 chia cho 40 là chia hết đúng không? Là được 3 đúng như nào? Vậy mũ 3 mình viết lại, 3 mũ 3 là bằng 27 đúng chưa? Các em nhớ những cái con số quen thuộc như là 3 mũ 3, 3 mũ 4, 3 mũ 5 ha. Rồi. Tiếp là 390 mũ 4 trên cho 130 mũ 4. Ở đây cũng là dạng x mũ n trên cho y mũ n đúng không? Vậy thì mình sẽ tương tự như vậy, mình đưa về cùng lũy thừa này. 390 trên cho 130. 390 chia cho 130 là được bao nhiêu nhỉ? Được 3 đúng như nào? Vậy là mình được 3 mũ 4. Vậy 3 mũ 4 thì mình sẽ lấy 27 nhân thêm một số 3 nữa đúng không? Là mình sẽ được là 27 nhân 3 là được 81 đúng không? Tiếp câu C ha. Câu C của mình là 3 mũ 2 trên cho 0,375 mũ 2. Đúng chưa? Ở đây vẫn là dạng x mũ n trên cho y mũ n thì mình sẽ được là 3 trên cho 0,375 tất cả bình phương, đúng chưa? Vậy là mình sẽ được là 3 trên cho 375, 0,375 đúng không? Và mình đổi này, 0,375 tức là 375 phần 1.000 đúng không? Vậy thì mình chia hết cho bao nhiêu nhỉ? Chia hết cho 25 không nào? 375 mình chia hết cho 25 không? Thì mình sẽ được là 37 chia 25 được 1. Là được 12, 125 là được 5 đúng không? Là hết, vậy là được 15, và thì mình được là 15 phần 1.000 chia cho 25 thì được 4.40 đúng không? 15 phần 40 thì chúng ta vẫn còn rút gọn được cho 5 đúng không? Thì mình sẽ rút gọn cho 5 thì mình được 3 phần 8. Đúng chưa? Vậy mình sẽ rút gọn được là thành 3 phần 8 ha. Vậy là mình sẽ có chỗ này sẽ bằng 3 phần là chia đúng không? Chia cho 3 phần 8 tất cả mũ 2. Yeah. Vậy chúng ta sẽ có 3 chia cho 3 phần 8 tức là nhân nghịch đảo với 8 phần 3 tất cả mũ 2. Vậy ở đây số 3 với số 3 rút gọn là còn 8 mũ 2 đúng không?
8 mũ 2 là 8 x 8, 64 đúng chưa nào? Vậy kết quả của chúng ta sẽ được là 64. Vậy là chúng ta làm xong bài số 51 ha. Chúng ta chuyển qua bài 52. Bài 52 bắt yêu cầu chúng ta là tìm giá trị của các biểu thức sau. Thì có 3 câu là câu A, câu B và câu C. Chúng ta sẽ làm lần lượt ha. Câu A. Người ta cho mình là 45 mũ 10 nhân với 5 mũ 20 trên cho 75 mũ 15. Vậy thì chúng ta sẽ thấy đây là 45 mũ 10, 5 mũ 20, 75 mũ 25. Thì ở đây chúng ta sẽ tắt được cái số này, chúng ta sẽ tắt số đó đem về cơ số 5 hết đi ha. Vậy thì 45 là bằng 9 nhân 5 đúng không? Dạ, yeah. Mình sẽ có này. 45 là bằng 9 nhân 5 này. Bây giờ tất cả mũ 10 ha. Rồi 5 mũ 20 viết lại này. Trên cho 75 là bằng 3 nhân với 5 mũ 2 là 25 đúng không? Mũ 15. Đúng chưa nào? Là mình tắt ra 75 sẽ bằng 25 nhân 3 hay mà 25 là 5 mũ 3 ha. À 5 mũ 2 ha. Vậy mình sẽ được tiếp theo là đây mình có 9, 9 thì mình sẽ tắt ra được là 3 mũ 2 đúng chưa? 3 mũ 2 nhân với 5. Đúng chưa nào? Vậy thì mình sẽ được là 3 mũ 2. Đây là a nhân x nhân y mũ n thì mình sẽ có là được là x mũ n là 3 mũ 2 mũ 10 ha, nhân với 5 mũ 10 là y mũ n. Tiếp 5 mũ 20 mình viết lại ha, trên cho ở đây mình cũng có là x nhân y mũ n thì mình sẽ bằng là x mũ n nhân y mũ n đúng chưa, tức là 3 mũ 15 nhân với 5 mũ 2 mũ 15. Dạ. Yeah. Vậy đến đây mình có này. 3 mũ 2 lũy thừa 10, tức là 3 mũ 2 nhân 10 là 20 đúng chưa? Dạ. Yeah. Rồi tiếp. 5 mũ 10 nhân 5 mũ 20 là 5 mũ 10 cộng 20 là 30 đúng không? Trên cho 3 mũ 15 viết lại này. 5 mũ 2 mũ 15 tức là 5 mũ 2 nhân 15 đúng không? 2 nhân 15 là bằng 30. Đúng chưa? Vậy mình sẽ rút gọn là 5 mũ 30 với 5 mũ 30 là hết đúng chưa? Còn 3 mũ 20 trên cho 3 mũ 15 thì sẽ bằng 3 mũ 20 trừ 15. 20 trừ 15 nữa được 5 đúng chưa nào? Vậy kết quả của mình là 3 mũ 5 ha. Và 3 mũ 5 của mình là bằng 243. Em nhớ mấy con số này nha. Mấy con số như là 3 mũ 3, 3 mũ 4, 3 mũ 5 cho dễ làm ha. Tiếp theo là câu B. Câu B cho mình là 0,8 mũ 5 trên cho
0,4 mũ 6. Vậy ở đây là chưa có cùng mẫu số, cũng không không có cùng cơ số luôn đúng không? Vậy thì mình sẽ biến đổi ha. Vậy thì ở đây mình thấy là 0,4 mũ 6. 0,4 mũ 6 thì mình có thể tách ra là 0,4 mũ 5 nhân với 0,4 đúng chưa? Vậy thì mình sẽ được là 0,8 này. Mũ 5 để lại ha. Mà 0,4 mũ 5, 0,4 mũ 6 là bằng 0,4 mũ 5 nhân với 0,4 mũ 1 đúng không? Mà 0,4 mũ 1 thì có ghi là 0,4 thôi ha. Vậy ở đây có cùng lũy thừa thì chúng ta sẽ gom lại được không? Thì mình sẽ được là 0,8 trên cho 0,4 mũ 5 nhân cho 1 phần 0,4. Được không nè? Vậy là mình được này, 0,8 chia 0,4 là được. Được 2 đúng nhá, 2 mũ 5. Rồi, nhân cho 0,4 thì mình sẽ có này, 0,4 là sẽ bằng đổi ra số hợp phân số hữu tỉ là 4/10 đúng chưa? Rút gọn đi với 2 là được 2/5. Đúng chưa? Là mình sẽ được đó là nhân với 1/2/5, tức là chia cho 0,4 á là chia cho 2/5 đúng chưa? Thì mình sẽ đổi đây là 2 mũ 5 nhân 5 trên 2 đúng không? Vậy mình sẽ có là 2 mũ 5 chia cho 2 thì sẽ bằng 2 mũ 4 đúng không? Nhân 5. 2 mũ 4 là bằng bao nhiêu nhỉ? Cô viết lại cho nó đẹp. Mình có mình có 2 mũ 4, tức là 4 x 4 là 16 đúng không? Là bằng 16 nhân 5. Đúng chưa nào? Là 6 x 5 30 biết không? Nhớ 3. 1 x 5 là 5, nhớ 3 là 8. 80. Vậy kết quả của mình của câu B là bằng 80 ha. Mình sẽ làm qua câu C. Câu C là cho mình là 2 mũ 15 nhân 9 mũ 4 trên cho 6 mũ 6 nhân cho 8 mũ 3. Vậy ở đây mình để ý là mình thấy cơ số 2, cơ số 9, cơ số 6 và cơ số 8. Vậy thì nó chưa cùng cơ số, cũng không cùng lũy thừa. Thì mình sẽ đưa hết về những cái cơ số nhỏ hơn mà mình có thể đưa ha. Ví dụ 2 mũ 15 thì mình không thể đưa về nữa, cho nên mình giữ lại 2 mũ 15 ha. 9 thì mình có thể là đưa về là 3 mũ 2 đúng không? Vậy mình sẽ có là 3 mũ 2. Tất cả mũ 4 này. Đúng chưa nào? Rồi, trên cho 6 thì mình có thể tách ra được là 2 x 3 đúng không? Mũ 6. Còn 8 là mình sẽ đưa về cơ số 2 thì mình sẽ có là 2 mũ 3. Tất cả mũ 3 đúng chưa? Tiếp này. 2 mũ 15 chưa làm gì, cô viết lại ha. Tiếp, 3 mũ 2 mũ lũy thừa số 4 là mình sẽ được 3 mũ 2 x 4 là 8 đúng chưa nè. Tiếp chia cho 2 x 3 tất cả lũy thừa 6 thì chúng ta sẽ được là 2 mũ 6 nhân cho 3 mũ 6 đúng chưa. Tiếp 2 mũ 3 lũy thừa 3, vậy là mình sẽ được là 2 lũy thừa 3 x 3 là 9 đúng không. Các em chú ý làm công thức nào đúng công thức đó, đừng có để bị nhầm lẫn ha. Rồi mình sẽ có là 2 mũ 15 nhân cho 3 mũ 8 trên cho, ở dưới mình là có 2 mũ 6 nhân với 2 mũ 9. 2 mũ 6 nhân 2 mũ 9 là 2 mũ 6 cộng 9 là bằng 15 đúng không nhỉ? Rồi, nhân với 3 mũ 6 để lại đúng chưa? Vậy là mình có 2 mũ 15 rút gọn với 2 mũ 15 là hết. Còn
3 mũ 8 nhân 3 mũ 6 là còn 3 mũ 8 trừ 6 là 3 mũ 2. Và kết quả của mình là 3 mũ 2 là 9, đúng như nào? Đó, là những từ những cái số rất phức tạp chúng ta sẽ biến đổi và đưa về những cái số nhỏ hơn, dễ dàng tính hơn ha. Rồi. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua bài 53. Bài 53 thì cho chúng ta là viết các số sau dưới dạng lũy thừa của 3. Vậy để làm được bài này thì cô mở rộng cho các em một chút. Rồi, hôm bữa cô đã dạy trong bài lý thuyết ấy, bài giảng ấy, là về lũy thừa của một số hữu tỉ, lũy thừa có số mũ tự nhiên, đúng không? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ, các em có thể tham khảo ở phần đọc thêm trong sách giáo khoa. Trong sách giáo khoa bài đọc thêm trang 23 ha. Thì mình sẽ có lũy thừa với số mũ nguyên âm ha. Lũy thừa của số mũ nguyên âm thì chỉ yêu cầu chúng ta đó là cái số ít của mình là thuộc số hữu tỉ. Thì ít của mình phải khác không nữa. Thì mình sẽ áp dụng được công thức sau là mình sẽ có ít mũ trừ n. Nó có viết bằng phấn màu đi ha. Ít mũ trừ n là bằng 1 phần x mũ n. Vậy ở đây mình sẽ có là n là thuộc số tự nhiên, đúng không? Đúng chưa nè? Thuộc n sao là tức là số tự nhiên mà khác không á. Vậy thì mình sẽ được x mũ trừ n chính là 1 phần x mũ n. Thì ở đây là ví dụ giống như là mình có này, mình có 3 mũ, ví dụ ha, mình có này 2 mũ trừ 2 đi. Vậy thì mình sẽ có này là 2 mũ trừ 2 sẽ bằng 1 phần 2 mũ 2, đúng chưa nào? Vậy là khi mà cái lũy thừa của chúng mình ở dưới mẫu mà mình muốn đem lên trên thì cái lũy thừa của mình sẽ mang dấu âm ha. Và bài bằng là 1 phần 2 mũ 2 là 1 phần 4, đúng không nhá? Yeah, tương tự như vậy thì ví dụ như là 3 mũ trừ 3 thì mình sẽ có là sẽ bằng 1 phần, đứa này xuống dưới mẫu thì nó sẽ mang lũy thừa chuyển xuống là lũy thừa dương là 3 mũ 3. Mà 3 mũ 3 là bằng 27, đúng nhá. 1 phần 27. Rồi các em nhớ chưa? Rồi có một số cái nữa mà mình cần ghi nhớ cho cô. Ví dụ giống như là mình có 1 phần 1.000. Vậy 1 phần 1.000 thì có phải là 1 phần 10 mũ mấy nhỉ? 10 mũ 1, mũ 2, mũ 3, đúng không? 10 mũ 3. Vậy khi mà cô không muốn nó ở dưới mẫu nữa, cô muốn đem lên là 10 mũ bao nhiêu đó luôn. Thì từ đây là 10 mũ 3 ở dưới mẫu, cô sẽ chuyển lên thì nó sẽ mang thêm dấu trừ là 10 mũ trừ 3. Ha. Tiếp theo là khi mà mình có này là 0,
không 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 một, mà ví dụ giống như là cô có đây là 8 số 0 ha, thì cô sẽ bằng này, vậy là số 1 của cô đứng ở vị trí số 9, tức là cô sẽ có 10 mũ. 10 mũ trừ bao nhiêu nhỉ? Đây, vị số 9 đúng không? Vậy thì nó sẽ là 10 mũ trừ 9. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có thể áp dụng, thường thường là chúng ta sẽ có ở trong mấy cái bài đổi đơn vị á. Ví dụ như là 1 mm thì bằng bao nhiêu mét á? Thông thường là các em sẽ có một phần này, milimét, decimét, centimet, mét, đúng không? Thì là một phần 1000, nhưng mà khi đó chúng ta có thể đổi này là ra là 10 mũ trừ 3 mét ha. Rồi, vậy đây là một số cái mà các em cần nhớ cho cô ha, để làm được cái bài này. Vậy thì các em sẽ nhớ cho cô công thức này và một số cách đổi như thế này nữa ha. Rồi, các em muốn hiểu thêm thì chúng ta có thể đọc thêm về phần lũy thừa của một số lũy thừa với số mũ nguyên âm của số hữu tỉ ha, thì ở trang 23 sách giáo khoa ha. Rồi, chúng ta lại quay lại với bài tập của chúng ta là bài 53. Rồi, bài 53 là được cho các em lại đưa các số sau dưới dạng lũy thừa là cơ số 3, lũy thừa của 3 đúng không? Là tức là cơ số 3 đó. Thì mình có 1 này. 1 là bằng 3 mũ mấy nhỉ? Thì tất cả các số hữu tỉ khác không thì đều lũy thừa không lên đều bằng 1 đúng chưa? Vậy mình sẽ có là 1 là bằng 3 mũ 0 này. 243. Thì nãy giờ mình làm bài tập rất là nhiều rồi, mình thấy 243 là bằng 3 mũ 5 ha. Này nhớ luôn cho cô ha. Rồi, 1/3 này. Rồi nhớ cho cô này, hồi nãy là mình mới học xong đấy. Đó là 1/(x)(n) thì sẽ bằng (x)(n). Vậy ở đây là 1/3 có phải là 1/3 mũ 1 đúng không? Yeah. Khi mà mình không muốn nó để dưới màu nữa, mình muốn đưa nó lên á, thì nó sẽ là 3 mũ. Đây là 1/3 mũ 1. Thì khi đưa lên thì nó sẽ mang thêm dấu trừ ở trên này là 3 mũ trừ 1 ha. Nhớ cho cô ha. Tiếp là 1/9. Vậy là phải đưa về số 3 đúng không? Về cơ số 3 thì nó là 1. 9 mình là 3 mũ 2 đúng chưa? Mà khi mình đưa nó lên 1/(x)(n) này thì đưa nó lên sẽ bằng là x mũ trừ n là trừ 2. Thêm dấu trừ vào ha. Vậy là mình đã làm xong bài số 53. Thì ở đây nhớ cho cô những cái này ha. Nhớ cho cô phần này ha. Công thức này. Rồi, chúng ta sẽ chuyển qua bài 54. Bài 54 cho mình cái bảng như sau.
Rồi, bài 54 cho mình cái bảng như vậy và người ta cho mình là hình ô vuông dưới đây có tính chất là mỗi mỗi ô ghi một lũy thừa của 2, vậy tức là 2 mũ bao nhiêu đó đó. Này, ở đây các ô là đều là 2 mũ, mũ ảnh x hết ha. Tích của các số trong mỗi hàng tức là 2 nhân với 27 nhân với những ô trong này. Được chưa? Là hàng ngang nè. Mỗi cột là hàng dọc này, là mỗi cái này nhân lại với nhau ha. Và mỗi đường chéo là đều bằng nhau. Vậy ở đây mình chỉ xuất hiện một cái đường chéo này là có đủ 3 thừa số. Vậy mình bắt đầu, đầu tiên là mình sẽ tính tích của cái hàng chéo ha. Tích của hàng chéo này. Thì mình có là 2 mũ 7 nhân 2 mũ 4 và nhân 2 mũ 1 đúng không? 2 mũ 7 này nhân 2 mũ 4 này nhân 2 mũ 1. Tức là cơ số 2 viết lại này, lấy 7 cộng 4 cộng 1 đúng không? 7 cộng 4 là 11, cộng thêm 1 là 12. Vậy được là 2 mũ 12. Vậy thì ở đây mình sẽ tìm ra những cái hàng ngang và hàng dọc và những cái ô nào còn thiếu để nhân hàng ngang lại, nó cũng ra là 2 mũ 12, nhân hàng dọc lại cũng ra 2 mũ 12 và nhân đường chéo là ra 2 mũ 12 đúng không? Vậy thì ở đây là đường chéo là giúp mình tìm được cái 2 mũ 12 này. Và mình phát hiện ra là cái dòng thứ hai á là nó đã có hai cái ảnh rồi. Mình chỉ cần tìm cái ô còn lại thôi. Vậy là 2 mũ 4 nhân 2 mũ 6 là được 2 mũ 10 rồi đúng không? Vậy thì mình sẽ thiếu ở đây là 12 trừ 10 là 2 đúng không? Vậy ở đây là thiếu 2 mũ 2. Đúng chưa? Tiếp, vậy thì mình sẽ được đó là hàng này là có 2 ô. Cái cột này là có 2 ô, mình sẽ tìm được cái ô còn lại là 7 cộng 2 là 9 mà muốn cộng với một số hàng 12 thì là cộng với 3 đúng không? Mình sẽ được có là 2 mũ 3 nè. Tiếp theo là cái dòng này. Cái cột này mình sẽ có là 2 mũ 1 và 2 mũ 6 là nhân lại với nhau là được 2 mũ 7 rồi. Vậy thì mình sẽ có là 2 mũ 7 cộng với nhân với 2 mũ 5 là được 2 mũ 12 đúng không? Là ở đây mình được 2 mũ 5. Vậy là tiếp theo ở đây mình còn thiếu đó là 2 mũ 3 nhân 2 mũ 1 là được 2 mũ 4 rồi. 2 mũ 4 nhân với 2 mũ 8 đúng không? Là được 2 mũ 12. Thì tiếp theo như vậy, mình có 2 mũ 7 và 2 mũ 5. 2 mũ 7 nhân với 2 mũ 5 là được 2 mũ 12 rồi. Vậy ở đây của mình là 2 mũ 0 đúng không? Mình thử hàng dọc xem nè. 2 mũ 0 nhân 2 mũ 4 nhân 2 mũ 8 là ra 4 cộng 8 cộng 0 là bằng 12 đúng rồi ha. Vậy mình đã làm xong cái bài 54 ha. Khá là dễ, các em chỉ cần tính số mũ cộng lại làm sao bằng 12 thôi ha.